Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn hướng dẫn các bạn chế cái máy tiện mini. Quay tổng thể cho các bạn rồi giải thích từng phần một cho các bạn xem. Đang vừa chế xong này. Motor này thì các bạn ra chỗ bán đồ điện họ có bán đây bạn nhé. Bán dao động từ 200 đến 180. Hồi đang quen nên là mua cái motor này 180. Đây là dây. Dây này là dây của máy khâu đó các bạn nhé. Đấy, dây máy khâu. Bully này thì cũng là bully của đi theo motor luôn. Nếu mà các bạn muốn tiện một bully riêng thì các bạn cạo cái này ra, cạo cái bully này ra các bạn tiện. Đây là bully gỗ, phíp chứ không phải gỗ. Đây là bully này mình tiện, cả củ tiện với vòng bi này, đây, củ tiện với vòng bi này là có 200.000, nên là tổng này là mất 400, tầm 400 mà rất đơn giản. Dễ không? Nếu các bạn muốn tốc chậm thì các bạn ví dụ motor vọng mua motor về tốc nó cao thì các bạn có thể hạ được tốc độ của vòng quay của máy này đi. Thì một là các bạn hỏi bên thợ tiện là họ biết cần tăng tốc hay là giảm tốc như nào thì họ biết. Còn thường thường là nếu bạn muốn giảm tốc với motor nhanh, bạn giảm tốc đi thì các bạn là tiện cái bully này to lên, bully của cái đầu tiện này nó to ra thì là nó sẽ giảm tốc của vòng quay tiện đi, vòng tiện đi. Bạn muốn nhanh lên thì các bạn tăng tăng bully của motor lên thì nó sẽ tốc nó sẽ nhanh lên. Đấy. Với đây là toàn bằng gỗ hết nhé các bạn. Đây gỗ, mỗi cái này là tiện bằng tiện kim loại, máy tiện chuyên dụng. Đây là máy mình không thể tiện tiện được, tiện xốp tiện gỗ thôi. Rất đơn giản. Cái này thì tôn các bạn cắt mỏng mỏng ra các bạn đục thục. Đấy. Làm cữ rất chắc chắn, vít. Đây cũng đai bằng tôn hết các bạn, tôn 1 ly bạn cắt ra như này các bạn đai vào. Không thì ra chỗ hàng sắt mà họ bán cái đai này này, đai ống phi ống bao nhiêu thì các bạn tiện đo đường kính của phi này các bạn đặt và mua. Đó. Rất đơn giản. Bạn chế thêm một cái công tắc của nhót này nữa là nó bật công tắc cái chạy luôn. Đang tiện giờ quả phao câu đài. Cái này thì là thanh nhôm rồi các bạn nhé. Đây đánh dấu cữ của chiều dài của bầu đấy. Cứ đánh dấu tiện bầu nào bạn đánh dấu vào đấy. Lần sau các bạn cứ thế mà theo cữ đấy thôi. Rất đơn giản. Đây bạn khoan một cái lỗ trống ở đây, không cần khoan thủng. Tầm khoảng 500 các bạn có cái máy tiện này. Đây mình làm không làm để dùng thôi, không, không không làm để bán. Là bán thì tham khảo thôi, tham khảo mà mua về đồ về làm thôi. Đấy, chạy rất êm, tốc vừa, tốc chuẩn, tốc này là vừa tiện vừa đẹp. Không nhanh quá. Mình cũng không cần tốc nhanh. Một số lưu ý cho các bạn là lưu ý cho các bạn lúc chỉnh các bạn nhé, điều chỉnh bạn khoan đúng tâm. Tạo máy đây các bạn xem.
bạn nào cần độ chuẩn xác cao này, các bạn đo chiều cao từ mép này ra đến đầu mép này, ngoài này, đo chiều cao từ mép này nhé, cắm xuống đo. Đo. Đó. Hai chiều cao này là chuẩn bằng nhau, với mép đầu ngoài này bằng nhau. Đấy, bạn nhìn đấy. Tương đối bằng nhau, chuẩn. Thì nó sẽ là một đường thẳng, nó không bị tiện chéo vát. Đó. Không bị vát cái bầu tiện của bạn các bạn. Đấy. Chạy thành một cái đường chuẩn. Chế này đơn giản thôi các bạn, toàn bằng gỗ hết mà. Này, gỗ dễ vít, những cái đường ray này bằng ốc vít rồi, ốc vít bình thường thôi, chế trên cái nền gỗ này thì đơn giản. Ray trượt này thì mỏng không là nhôm. Các bạn đây này, đây là tạo một đường tâm tâm chuẩn. Đó, chống ngoài các bạn. Thế rất đơn giản. Vừa rồi đang hướng dẫn các bạn là chế cái máy tiện, rồi các bạn tiện phao đang phát sinh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đàm Phát Sinh.